Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với lại kênh YouTube của Tiểu Phương Crystal nha. Thì ngày hôm nay á, Phương có hai nội dung chính có thể là giúp cho các bạn kiếm được lợi nhuận. Thứ nhất là Phương sẽ giới thiệu với các bạn về đồng Shep Moon, một cái đồng coin mà đang làm mưa làm gió trong những ngày qua luôn. Thì nó đã tăng hơn là 1000% trong 7 ngày thôi. Một con số rất là khủng khiếp đúng không các bạn? Và thứ hai là Phương sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách mà các bạn có thể là theo dõi và bắt kịp được trend xu hướng để có thể mua được những đồng coin và kiếm được lợi nhuận nha. Thì đầu tiên Phương sẽ giới thiệu về cái đồng Shep Moon này á. Thì nó là mới được gọi là ra mắt trong một thời gian ngắn thôi. Và nó đã tăng rất là mạnh dựa vào những cái số liệu ở trên CoinGecko á. Thì các bạn có thể thấy rằng là trong 7 ngày qua nó đã tăng hơn 714,7%. Và trong một tháng qua tổng cộng thì nó đã tăng hơn là 2000% luôn. Thì trong một giờ hiện nay nó đang tăng là 6,4%. Volume giao dịch thì cũng rất là cao đó nha các bạn. Thì cái đồng Shep Moon này á, điều đặc biệt là cái trang Twitter của nó mới thành lập được khoảng là vào tháng 3 năm 2021, hiện tại là tháng 4, là khoảng một tháng thôi mà nó đã tăng được 338,5 ngàn người theo dõi rồi. Một con số rất là ấn tượng đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần đầu tiên, đó chính là có thể là mua được cái đồng Shep Moon này ở trên cái ví coi 98 quấy lần, và hướng dẫn cho các bạn luôn. Đây đầu tiên, đây là cái giao diện của ví. Các bạn sẽ nhấn vào trao đổi và chọn cái swap, cái phần mềm swap bạn nên chọn là cái Pancake Swap của Binance Smart Chain. Thì đây là một cái phần mềm để trao đổi rất hay. Rồi các bạn sẽ tìm kiếm cái đồng Shep Moon này nha. Thì các bạn có thể nhập vào Shep Moon á, nếu mà không ra thì các bạn có thể là copy cái địa chỉ ví ở trên CoinGecko. Đây, địa chỉ ví của CoinGecko, bấm vào, click vào copy, và sau đó là dán vào trong cái mục tìm kiếm, và thế là đã ra được đồng Shep Moon. Thì các bạn sẽ chọn cái số lượng mà BNB mà để swap qua Shep Moon. Thì ví dụ mình ở đây mình chọn một BNB thì nó sẽ ra được là mình sẽ mua được với số lượng là New Day Shep Moon nè. Đấy, và các bạn bấm vào chữ duyệt. Thế là các bạn đã mua được cái đồng coin về rồi nha. Thì hiện tại mình giới thiệu đến các bạn như thế thôi. Đấy, thế là mình đã mua được cái đồng Shep Moon về trong ví này và để theo dõi hàng ngày. Rồi thứ hai, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách mà có thể tạo được một cái whitelist mà để có thể là bắt kịp được trend nha. Thì ưu điểm và nhược điểm của cái việc chơi trend này là các bạn là phải chơi á, là thật là bắt kịp được cái khoản entry đầu vào để có thể vào được trend. Và tuy nhiên á, khi mà cái gì tăng thì cái đó cũng sẽ rất là giảm nhanh. Vì thế mà cái thời gian á, mà bắt kịp được trend rất là quan trọng. Thì đầu tiên các bạn phải tìm được đặc điểm của trend. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà tạo được một cái whitelist. Thì tại sao? Nhiều người sẽ hỏi là tại sao mà phải tạo được cái whitelist như thế này á. Thì mình chỉ có hai lý do mà có thể chúng ta là tạo được một danh sách whitelist trên thị trường crypto này thôi. Đó chính là cái lý do đầu tiên á, là theo dõi biến động giá của từng nhóm coin. Giống như là mình sẽ ví dụ giống như là bây giờ đồng BNB á, nó đã từ là 200 mấy, thời điểm mình biết là nó khoảng là 242 đô một BNB, thì bây giờ nó đã bay lên là hơn 500 đô một BNB rồi. Thì chúng ta sẽ kìm hệ hiểu những cái coin mà cùng hệ giống như là với lại BNB, giống như là HT, KSC, KCS hay là OKB, mà nó đã bay chưa? Nếu mà nó chưa bay thì các bạn có thể là quan sát và để tìm thấy được cơ hội mà đầu tư vào. Thứ hai là đưa ra dự đoán về các đồng coin trong nhóm.
dựa vào việc là các đồng coin khác á, đã bay được bao nhiêu phần trăm rồi. Thì mình có thể xem được những cái thứ hạng ở trên CoinMarketCap so với đối thủ hoặc là cái run của nó, để có thể là biết được là hiện tại nó đang đứng ở đâu trong cái danh sách mà hơn hơn mấy ngàn hơn hơn 9.000 coin. Thứ hai là cách để phân chia nhóm coin mà các bạn có thể làm trong watchlist. Thì đầu tiên là chia theo nhóm coin. Thì cái mình có thể đề cập cho các bạn thì có thể là chia theo cái nền tảng blockchain platform, ví dụ như là Ethereum này, Polkadot hay là BNB hoặc là hệ sinh thái Solana. Thì các nền tảng blockchain này bạn có thể chia theo. Thứ hai là chia theo cái hệ sinh thái mà riêng của từng cái nữa. Đây là những hệ sinh thái lớn mà hiện nay đang có đấy. Còn đây là chia theo hệ sinh thái riêng nè. Thì các bạn có thể chia theo hệ sinh thái là BSC, Polkadot, Near Solana, hoặc là nhóm coin được chia theo quỹ đầu tư. Thì các bạn có thể lên cái trang Venture này của Coinbase.com để có thể là coi được các nhóm mà họ đầu tư. Thì từ đó chúng mình có thể lọc ra những cái phần trăm giá trị á, đã hoặc là đang sắp tăng hoặc là sắp ra mắt, để có thể là bắt kịp được xu hướng. Thì tiếp theo là chia theo một đặc điểm chung nào đó. Thì cái đặc điểm chung nào đó này á, có thể là mình sẽ chia theo là một cái AEO, Binance hoặc là IDO cùng một trên cùng một sàn, giống như là trong cùng một hệ hệ Lao Bát của Binance á, thì nó đã tăng rồi á, thì lần lượt chúng ta là sẽ nó sẽ theo một cái trend để mà nó tăng chung. Thì lúc này chúng ta sẽ dự đoán được rằng là những cái đồng coin sẽ tăng sắp tới để mà theo kịp. Như hiện tại thì cái những ngày qua mình hay nghe được thông tin nhất là về những cái đồng coin meme giống như là Dog nè, Shiba này. Đấy, đó là những cái đồng coin mà mình biết là nó đang tăng rất là mạnh. Tiếp theo là cách tạo ra danh sách theo dõi. Thì cái việc tạo ra danh sách theo dõi này chúng mình sẽ nhờ vào bốn cái công cụ sau. Đầu tiên là Coin 98 quái lịch á. Các bạn vì giao diện diễn ví này, các bạn có thể là lên một cái dây cái whitelist á, chúng mình kéo từ phải sang trái á, thì có để là cái danh sách những cái danh mục đầu tư. Các bạn có thể là thêm những cái đồng coin, số lượng coin và đồng coin vào trong cái whitelist này để mà mình tiện theo dõi. Thứ hai là trên CoinGecko. Thì trên CoinGecko á, thì nó có tổng hợp những cái giá mà biến động cho ra mắt là tính năng là whitelist nha. Đợi một xí. Mình sẽ thể là ra mắt là những chúng ta là có thể là coi là trang tổng hợp những cái giá phổ biến gần đây á của CoinGecko này, và CoinGecko cũng ra mắt là cái danh mục đầu tư này nè. Đấy, thì chúng mình là phải đăng nhập vào tài khoản CoinGecko và sau đó xem và sau đó tạo ra cái danh mục đầu tư, nó giống như là một cái whitelist gì đó ở trên coin 98 quý liệt vậy, có thể là theo dõi những cái đồng coin mà bạn đang quan tâm. Đấy. Tiếp theo á, là các bạn á, có thể là nhờ công cụ là Lexfolio. Thì đây là một cái tool để các bạn có thể là theo dõi được những cái biến động giá những cái đồng coin của mình. Ngoài ra còn những có công cụ khác như là Mercury hoặc là Ripple Compare. Thì các cách để mà các bạn theo dõi cái whitelist trên thị trường á, thì đầu tiên là các bạn khi đã có cái whitelist rồi thì hàng ngày bạn đều nên check whitelist ít nhất một lần. Và đối với những người mà hay theo dõi những cái whitelist này thì tốt nhất bạn nên là lên khoảng là liên tục vào 3 đến 4 lần trong một ngày để có thể check được cái biến động giá một cách nhanh nhất. Mình check về cái gì? Thì mình sẽ check về là cái phần trăm trong 24 giờ của coin đó nó đã tăng hoặc là giảm bao nhiêu phần trăm rồi. Biến động phần trăm trong 7 ngày qua là bao nhiêu?
cái coin market cap của chúng hiện tại là bao nhiêu, rồi quan sát cái thứ hạng của đồng coin đó trên coin market cap nha. Thì từ đó chúng ta có thể là tìm ra những cái đặc điểm để mà phân tích được rằng là nó đã tăng hoặc là giảm bao nhiêu, và nó có đang đã và đang bay được bao nhiêu phần trăm rồi. Gợi ý một vài cái tiêu biểu để tạo ra cái clip này. Thì bạn sẽ tạo ra theo những cái mục chính giống như là blockchain platform mà mình đã nói ở trên, là theo là ETH, DOT, hoặc là SOL, hoặc là TROY, NEAR, EOS, là theo những cái đồng coin mà chính như thế này, hoặc là theo những cái coin sàn như là Gatelist, theo coin sàn giống như là BNB nè, FTT nè, OKT nè, vân vân. Và nhóm AMM, đây, nhóm AMM giống như là Sushi, Ray này, Uni này, In này, K này, Bay này, những cái nhóm Oracle như là Link, Ben, và chia theo những cái nhóm khác nữa. Đây, và tốt nhất là các bạn là nên chia theo là blockchain platform hoặc là coin sàn hoặc là nhóm AMM, ba nhóm đầu tiên, vì ba nhóm này là những ba nhóm quan trọng nhất, hoặc là chia theo nhóm này FT, bốn nhóm nhé. Rồi, có thể là chia theo những cái đồng coin vì stable coin giống như là USDT, USDC hoặc là đồng BUSD này, hoặc chia theo hệ sinh thái, chia theo hệ sinh thái muốn phát triển á. Thì mình có thể là chia theo hệ sinh thái về BSC, Solana, Polkadot hoặc là Comod. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng để các bạn mà có thể đầu tư được một cách thành công á, còn dựa vào hai yếu tố, đó chính là quản lý vốn. Thì cái yếu tố quản lý vốn này á, là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Các bạn không thể nào mà chơi all in vào một cái đồng coin mà các bạn chưa nắm chắc được. Muốn quản lý vốn ổn á, thì các bạn nên có thể dùng chế độ là insolay á, trong mặt kín để chơi. Thì ưu điểm là của cách này là mình chỉ mất đúng cái phần vốn mà mình bỏ vào thôi, và nó không và nó có thể là stop loss để bảo toàn vốn cho mình được. Và thứ hai là cái yếu tố về timing này, để các bạn theo kịp trend. Trend thì nó chỉ có trong một thời gian thôi. Các bạn nói thẳng ra là khi các bạn nếu mà bắt kịp quá chậm, mua quá chậm thì các bạn sẽ trở thành đối tượng để cho mọi người xả lên đầu. Nên là tốt nhất là các bạn là nên là bắt trend theo đúng thời gian, thời điểm để mà mình có thể là bắt trend và lợi nhuận được. Thì cuối cùng mình cũng xin nói với các bạn là những cái điều mình nói ở trên là những cái yếu tố mà để mà cho các bạn mang tính chất tham khảo, nhất là cái đồng sắp môn mình giới thiệu ở trên. Có thể là thời điểm mình đang nói là có thể là mua được, nhưng mà sau đó nếu các bạn đọc bài này quá chậm á, thì cũng đó cũng không phải là một cái lời khuyên để cho các bạn có thể theo được cái đầu sếp moon mà mua, mà các bạn có thể dựa vào cái cách mà mình đã tạo ra một cái waitlist này trong trong thị trường crypto để mà cập nhật xu hướng và bắt kịp trend để có thể kiếm lợi nhuận ở những cái đồng khác nhé. Thì tới đây thì mình cũng xin kết thúc được cái bài nói của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bài nói của mình nha. Các bạn nếu thấy hay thì có thể là like, share hoặc là subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video clip lần sau. Bye bye.